Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là nhà mình sẽ làm gỏi cuốn cho cả nhà mình ăn ha. Nguyên liệu mình gồm có là mình có 1 kg bún nè. Cái này là giá sống. Cái này là cũng rau sống nha. Một hồi là mình sẽ cắt nhuyễn rồi mình sẽ gói cuốn chung với cái phần bún ha. Cái này là hạt. Còn cái này là tép, mình sử dụng là 300g tép. Luộc thì mình sử dụng là có 200g thôi các bạn. Đây là tương hộp. Tương hộp thì mình mua ở ngoài đó, mình mua chừng 5.000 thôi. Mình nói cái này tương sai chứ lộn. Cái này là tương sai nha, chứ không phải tương hộp. Ở ngoài tiệm là ở ngoài chỗ mà người ta bán mắm là người ta có bán hai loại. Một loại là tương hộp, một loại là tương sai ha. Mình thích ăn tương hộp thì mình mua tương hộp thì mình làm cũng được ha. Đường thì mình sử dụng là 2 muỗng canh đường. Bột ngọt thì mình sử dụng 1/3 muỗng cà phê. Với lại 3 tép tỏi với 1 trái ớt ha. Với lại là bánh tráng. Bình thường mình cuốn là không thể nào mà mình thiếu bánh tráng ha. Bây giờ trước tiên là mình sẽ đi xuống, mình sẽ luộc cái phần thịt nè với lại tép lên nha. Cái miếng thịt này mình thấy là tương đối nó hơi lớn nè các bạn, thì mình sẽ chẻ ra làm hai ha. Chẻ cái miếng thịt ra làm hai, nhưng mà mình luộc á thì nó cũng mau chín. Thứ hai mình cắt ra mình để vô trong mình cuốn nó cũng dễ nữa. Và bây giờ mình cũng bắt nồi nước lên nè. Thì bây giờ để một tí xíu muối vô, khi chờ nước sôi thì mình sẽ để thịt vô ha. Bây giờ là mình cũng có 2 bếp các bạn. Một bên đó thì mình sẽ luộc thịt, một bên mình sẽ luộc tép ha. Tép thì mình cũng để nước ít thôi. Mình để tép vô đặng cho nó còn giữ cái độ ngọt. Mình để nước nhiều quá thì cái phần tép của mình nó sẽ mất cái độ ngọt các bạn. Cái phần nước bên đây nè nó đã sôi rồi đó, thì giờ mình sẽ thả thịt vô đặng mình luộc cho cái phần thịt chín ha. Giờ cái phần tép á đã chín rồi nè, bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn, mình sẽ vớt cái phần tép ra mình để cho nguội ha. Và bây giờ mình chờ cái phần thịt nữa, rồi mình xắt thịt ra nữa, rồi mình bắt đầu mình cuốn thôi ha. Thì mình sẽ làm tương nha, làm cái phần tương nó đặng một hồi mình cuốn xong á mình chấm mình ăn đó các bạn. Tỏi mình cũng đã băm sẵn rồi nè, giờ mình sẽ để vô mình cấy cho cái phần tỏi thơm ha. Mình làm thì mình không có băm ớt trước các bạn, tại vì ở nhà mình có con nhỏ á, khi mà mình ăn á thì mình sẽ để sau. Mình sẽ để vô một tí xíu nước nha. Sau đó mình sẽ cho đường nè, cái bột ngọt hồi nãy mình để chung rồi á, mình sẽ cho luôn. Rồi mình sẽ nêm nếm lại. Mình khuấy á, mình khuấy khi mà mình thấy cái phần tương á, mình thấy nó hơi sệt lại là được rồi ha. Cái phần tương á, là bây giờ là mình thấy nó cũng sánh lại như vậy là được rồi ha. Giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Hồi nãy là mình cũng có nêm nếm rồi á, là thấy gì cũng vừa miệng rồi đó các bạn. Mình sẽ đợi chờ nguội rồi tiếp theo mình sẽ lên trên đó mình sẽ xắt thịt rồi mình sẽ cuốn luôn ha. Giờ cái phần rau nè, giờ mình sẽ xắt nhỏ lại nha. Tặng một hồi để mình cuốn nó cho nó dễ. Chứ nhiều khi mình để bự quá thì mình cuốn nó khó. Ăn cái gỏi cuốn này các bạn chỉ có nhờ rau sống với giá này kia nọ. Chứ mà mình ăn mà không có rau ăn nó mau ngán lắm ha. Tiếp theo mình sẽ xắt cái phần thịt nè. Thịt đó mình đừng có xắt dày quá. Mà khi mình xắt dày quá mình nhai mình cắn không có đứt. Thịt mình xắt mỏng mỏng thôi. Mỏng mỏng như tà lá lúa vậy nè các bạn. Rồi mình sẽ xắt cho đến hết cái phần thịt ha. Cái phần nguyên liệu á mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi ha. Giờ mình sẽ cuốn nha. Mình sẽ cuốn bằng cái mặt cái mâm này luôn. Bây giờ là trước tiên là mình sẽ để là 6 cái bánh tráng. Xắt cái bánh tráng mình xắt thì sao mình nghĩ mình cuốn được rồi đẹp rồi. Đó, giờ mình sẽ để như vậy. Đó,
Các bạn thấy mình sắp không? Mà không biết là mình có cuốn được hay không ha. Giờ là mình sẽ làm thử nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ thấm nước. Mình sẽ để một bịch bánh tráng này qua một bên nè. Mình sẽ thấm nước ha. Để mình cũng phải chặn nha. Nếu mình không chặn thì nhiều khi cái phần bánh mình sẽ bị chạy đó. Thấy chưa? Mình mà không chặn là bánh nó sẽ chạy liền đó, các bạn thấy không? Nên đó là mình làm mình phải chặn hết. Rồi bắt đầu mình sẽ cho cái phần rau vô nha. Cái phần giá thì mình cũng để ít thôi các bạn, không có cần để nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần bún vô luôn. Rồi cái phần bún là mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cuốn lại nha. Mình không biết cuốn được hay không đây. Thì mình sẽ để phần tép ha, một miếng tép nè, một miếng thịt ha, mình cái việc mà mình sắp xếp nha. Còn thấy mình trang trí không, rất là đẹp ha. Còn cái phần hạ nè mình sẽ để cặp vô luôn. Rồi. Mình đã làm xong một cái cuốn là các bạn, nhưng mà mình cuốn thì chưa có được đẹp ha. Bây giờ mình sẽ cuốn cái thứ hai, mình sẽ cố gắng mình sẽ cuốn đẹp hơn ha các bạn. Giờ là mình sẽ cuốn một cuốn thứ hai ha. Tại vì là cái bánh nó bự quá các bạn, mình làm thì nó sẽ không có được chặt. Nếu mà mình chặt được cái hai đầu bên đây thì còn cái phần chính giữa thì nó sẽ không có chặt. Cho nên nó là má mình nó sẽ vô phụ mình luôn, để mình sẽ làm cái bánh nó sẽ đẹp hơn.
cái cuốn này nè, có tay của má mình là sẽ đẹp hơn các bạn. Đây là nhìn cái miếng tép nè, rất là ngon. Và bây giờ là mình sẽ cuốn cho đến hết cái phần cuốn với lại tép với thịt ha. Đó, các bạn thấy cái phần cái gỏi cuốn của mình là nhìn nó có bự không ha. Thì bây giờ nữa là mình đã cuốn được là 5 cuốn. Thì bây giờ là ba mẹ con mình sẽ ăn nha. Cái phần tương á, tương á là mình cũng có làm ớt, được không? Tương á là mình cũng có làm ớt nè, với bỏ tí xíu đậu phộng nữa, mình ăn sẽ ngon hơn các bạn. Bây giờ mình cặp không có cầm được cái gì. Dài quá. Dài không? Không, mình cắm. Dễ mà. Dễ hả? Bây giờ mình sẽ cầm mình quậy. Hôm nay là không ăn cơm luôn á, ăn cái này. Bữa nay là 1 tháng 6 á, ăn cái này thôi, khỏi ăn cơm. Được không? Ngọt có muốn ăn gì không? Muốn. Cái này ré. Rẻ hả? Rồi đó quay luôn nha. Yeah. Các bạn cũng làm ăn thử đi, ăn cũng rất là ngon ha. Vừa lạ nữa. Cái gỏi cuốn á, nhỏ nhỏ thì mình ăn là nó thường rồi. Bây giờ mình ăn nguyên gỏi cuốn bự nó mới đã các bạn, nó mới lạ. Còn cái gì đủ rồi. Còn hai cuốn này á, một họ chồng mình với má mình sẽ ăn. Tại vì làm được có 5 cuốn mà các bạn. Không có 5 cuốn mà ra được có 5 cuốn thôi. Không chết rồi. Không chán đâu, nãy mày mua nguyên một sắp luôn. Còn như mà còn cho Lâm ăn thôi, nhỉ nhả tùm lum nè. Mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đó, thì like, chia sẻ cho các bạn và người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn.